chứ. Đó là trường cũ ở với anh hả? Cô trường cho về ngoại chơi rồi. Ngoại chơi cái 10 giờ mẹ anh đấu. Không cho về về quê ngoại chơi, mai mới trở ra lại. Quê ngoại ở đâu luôn anh? Quê ngoại dưới Hải Duy Xuyên. Ở Quảng Nam luôn. Quảng Nam. Ông cũng chịu. Qua cầu của Đại. Cũng chịu hả anh? Chịu. Không đâu. Bây giờ mình nặng đau ướt lắm. Mình không cho mày dậy nặng. Làm như y như tao tắng. Hè cho chị vợ biết em. Bữa anh dẫn bé ra chơi với ông cô nhà anh đó. Hả? Cái nó nói với chị kêu là chỗ mang một chị muốn mà. Anh nấu ăn xong chưa? Luộc thịt thôi, tắt bếp rồi. Trời ơi, đi qua cho em xíu. Không bị chia lúa. Anh lấy xong sạch lắm luôn. Tối nay là anh ăn ngon ngủ yên luôn.